Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, vạt mây do vùng hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao đã bắt đầu tác động đến một số nơi ở khu vực vùng núi phía Bắc, khiến cho trời nhiều mây hơn và lác đác một số nơi có mưa. Các khu vực khác thì có sương mù và sương mù nhẹ. Nền nhiệt ngoài trời vùng đồng bằng phổ biến trong khoảng từ 23 cho đến 25 độ, còn ở khu vực trung du và vùng núi có mức nhiệt là từ 20 cho đến 23 độ. Dự báo từ giờ cho đến chiều, vùng hội tụ gió sẽ càng dịch chuyển sang phía đông, lại thêm tác động của khối không khí lạnh ở phía bắc dồn xuống. Vì thế, khu vực vùng núi sẽ duy trì trời nhiều mây và có mưa rào rải rác. Các khu vực khác thì vẫn có được trạng thái tạnh giáo và có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Từ chiều tối và đêm nay trở đi, khối khí lạnh tăng cường xuống nước ta mạnh hơn, kèm theo đó là một rãnh mây dông sẽ gây mưa rào và dông trở lại cho khu vực Bắc Bộ. Với miền Trung, dự báo trong sáng nay, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục duy trì mây nhiều, còn khu vực từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Thừa Thiên Huế trời sẽ chuyển nắng sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ tăng lên ngưỡng là 29 cho đến 32 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, với tiết trời nắng sớm, cường độ nắng cũng mạnh hơn nên nhiệt độ cao 31 cho đến 33 độ. Tuy nhiên, trạng thái tạnh giáo ở các tỉnh phía Bắc của đèo Hải Vân sẽ không duy trì được lâu, bởi đến chiều tối nay, gió đông bắc của khối không khí lạnh sẽ dồn xuống miền Trung, tương tác với dãy Trường Sơn nên ở đây sẽ có mưa rào và dông trở lại. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đón ngày mới với thời tiết tạnh giáo nắng sớm nhưng cường độ nắng không mạnh. Dự báo nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng là 29 cho đến 31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ có mức nhiệt là từ 32 cho đến 33 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Đến chiều và tối nay trên cả hai khu vực có mưa dông quay lại, song lượng mưa thì không lớn, chỉ cục bộ có mưa vừa. Trên biển, các vùng biển hiện đều đang có được trạng thái thời tiết tốt. Ở khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển của huyện đảo Hoàng Sa, gió hướng đông bắc đến đông với cường độ cấp 4, cấp 5, mưa dông vài nơi. Còn ở khu vực giữa và nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió yếu, mưa vài nơi, sóng thấp dưới 2 mét, biển lặng, tầm nhìn xa trên 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.